cộng Nam Mỹ ở Vĩnh Long. Xin chào các anh em nha. Ở trại gồng Nam Mỹ mình thì đây là cái công viên của trại gồng của mình. Đây là các bé, đây Abino là cặp này, cặp được cái nè anh em. Con trên này là con hai bô, còn bên đây là em, bên đây là hai em, này là hai em Abino cái đây. Còn em dưới đây đây, con Super Red nè, mấy anh em thấy cái con Super Red nè, con Super Red nó cái màu rất là đỏ luôn anh em, màu quá trời cái màu. Con Super Red này là baby hồi năm 2020 á, mới có một năm nghe nè, nay là được 97 cm rồi. Rồi trên đây là hai con cái hai bô, cũng là baby mua rồi luôn, cũng gần 1 mét rồi. Còn bé Bi là vừa nở năm nay nè, có bầy thì nó nở là 10 ngày, có bầy nở 15 ngày, 20 ngày. Đây mình xin giới thiệu cho các anh em nè, cái bầy này là bầy nở 10 ngày nè, dưới đây là có Ghét và Super Red. Mấy con đầu đỏ này là Super Red nha anh em, nó rất đỏ luôn. Cái con làm dấu này là có khách đặt rồi, khách đã lựa làm dấu mà mình chưa có đi giao được. Anh em nào có nhu cầu nuôi Eagle gồng Nam Mỹ baby con thì liên hệ với mình nha. Mình tên Đạt ở Vĩnh Long, số điện thoại là 0983817553. Còn cái bầy thứ hai này anh em, cái bầy này lớn ngày hơn nha, cái bầy này gần 20 ngày rồi, mấy bé đang lột rồi, mấy bé này ăn rất khỏe, con nào con nấy là cái bụng to lắm, bé này đang lột rồi anh em, lột rồi sau đầu kéo màu lên, đây, bé này cũng đang chuẩn bị lột luôn nè, cái bụng trăng ban, Uno. Rồi bên đây là hai bô nghe nè, bên đây là hai bô dòng cao. Anh em nào có muốn nuôi dòng cao thì liên hệ với mình cũng có hai bô luôn. Ô, còn hai bô này lên màu sớm quá. Uno ăn uống khỏe mạnh, ăn rất khỏe. Con này con nấy tròn vo anh em. Kéo màu lưng hết trơn. Anh em nào có nhu cầu nuôi baby thì liên hệ với mình nhé. Xin chào các anh em.